Tranh gỗ Minh Châu xin giới thiệu hai tấm tranh khủng. Chúng tôi đang sản xuất 10 tấm như thế này, nhưng hiện tại đang có hai tấm vừa mới hoàn thành xong. Đây là bức thuận buồm xuôi gió với kích thước là 2m17 nhân 1m53, gỗ dày 5 phân. Trên có hàng chữ thuận buồm xuôi gió. Cô người mẫu đang bảo kéo cái này không? Kéo ra. Tấm tranh của tôi cao hơn cả người mẫu. Người mẫu của chúng tôi người mẫu cao 1m50. Thua tấm tranh 5 phân. Thua tấm tranh 3 phân. Tranh của tôi là 1m53, đúng vào cái cỡ lỗ ban đỏ. Số thước lỗ ban đỏ. Đẹp. Đây là cành mai. Cành mai dày của tôi độ sâu là 3 phân 8. Tuần buồn, cánh buồn nổi lên. Khung của chúng tôi là dày gần 6 phân. Tấm tranh có cân nặng là 1 tạ rưỡi. Ở đằng sau thang gỗ rất là dày, mau mắn chắc chắn. Còn đây là tấm tranh thứ hai với tích là cá chép hóa rồng, hay còn gọi là lý ngư hóa long. Phần chính của tấm tranh là con rồng đang phun nước để tưới, tốt tươi cho đồng ruộng và dưới hạ giới. Còn đây là chú cá mà đang chuyển mình gần lên thành rồng. Với những đường nét rất là chi tiết. Đường nét chạm khắc của chúng tôi rất là cầu kỳ, tỉ mỉ và tinh xảo, sắc nét. Cá và nước.